Chia ra đừng có gộp, chia ra nó chuẩn hơn. Gộp cũng được nhưng mà nhiều khi các em hay nhầm lẫn cái cộng trừ trừ cộng. Lim em ích. Viết lim em ích. Ừ, được rồi không sao. Trừ M ở đây này, trừ 1 ở đây là đúng rồi.
Thế thì bây giờ còn sau này chỉ còn cái trừ mờ này thay trừ mờ đây nữa thôi, còn lại cái đồ thị chưa. Chúng mày đã vẽ đồ thị đâu?